Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình Hôm nay sẽ em làm bếp sẽ try cái món này. để mình thử mới mua. Bạn Cẩm Tiên mới mua cái máy sinh tố các bạn. Nên mình sẽ thử chạy cái máy sinh tố như thế nào. Đây là mình sẽ làm cái món gì vậy? Cà rốt hả? Cà rốt. Nhưng mà chưa xay đâu, chuẩn bị xay thôi. Rồi, ok. Bắt đầu xay các bạn. Khối đâu ăn mới nước ép lần sợ quả cứt á. Hồi hộp cái máy máy mua nhiều. Hồi đó giờ xây lần nào chưa? Ra khối nữa hả? Có lâu lâu nó bốc lên lần con chơi mà có đổ cái đùng đó. Dịch khối liệt rồi bạn ơi, uống sushi nước tôi luôn rồi. Chết rồi. Mẹ ơi, từ từ nha, rút điện ra. Ôi bạn ơi, nó xịt nước ra kìa. Tôi cảm giác mặt máy máy ép đi bạn ơi. Hình như bạn cháy rồi, cháy máy rồi. Cái gì chứ sao mà chảy nước được bạn? Mà mở ra coi, mình coi lại coi. Chảy được nào vậy? Oh my god. Ở chập. Léo điện ra. Rộp chưa? Bạn lắp sai á. Vậy là lắp sai rồi. Đây cho bạn, đây là cái món cà rốt. Sau khi bạn Tiên đã nói cho tôi món cà rốt đây. Hèn chi nó chảy nước đó, nó ra khối luôn mà. Xịt khối luôn. Nước ở trong đây nhóm hết trơn rồi mà. Nó gắn sao sai trời. Đúng rồi mà đó. Rồi mà nãy gắn đúng mà, nhìn thấy đúng mà. Ủa mà, trời. Ủa sao? Ủa sao mà nó nằm ở dưới? Không hỏi xưa biết được. Uống nước cà rốt nè. Tắt máy thôi, gọi nó ra. Nó cháy máy rồi nè. Trời. Rụng chim, rụng lông. À, có nước này không? Có chứ, đã nó chảy xuống đây luôn mà sao mà không có hôm nay được chút ngược xuống. Nè, em uống cái này luôn mà. Trời ơi trời. Uống cà rốt kìa. Một ngày uống cà rốt thật thú vị. Mình biết sao không? Nãy mình xoay cái này nè, mình xoay trật cái trên của nó rồi. Mình xoay cái này sức uống này nè. Ok bằng hoài đi. Tôi cảm giác thật tuyệt, mình sẽ lấy đồ lau cho bạn Tiên. Bạn tắt đi, giờ uống nước cà rốt nè. Lấy gì lau đây sư phụ? Sỏi, thốt vô rồi. Trời, bạn xoay sắp xong luôn nè. Thì đó. À, hồi nãy người ta ta dặn cái cụm này ra nè. Dặn cái cụm này ra nó mới không bị đổ cái gót ra cho phụ dở cho nó ra trên này trước. Nào vô miếng cà gót đây. Cà gót sàn nhà các bạn. Tắt đi. Thôi mà. Bạn nào có muốn uống muốn ép cà rốt thì liên hệ với bạn Quỳnh Cẩm Tiên nha. Một tay chơi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái này chỉ là một cái trục trặc nhỏ trong cái hệ thống nhà máy thôi. Tại vì nhưng mà có thể là máy để hư luôn á. Không có đâu, chưa hư đâu, nó mới xịt khối chút à. Tại sao nó xịt khối đó? Tại vì cái nước đó
Tội nghiệp sáng đi mua gót về xây bà. quen lại được luôn trời. Kinh thiệt. Đây là cái kỷ niệm hiểu không? Bạn có ốc mình lên YouTube không? Có chứ. Mình sợ bạn. Trời trời nước cây gót rồi mọi người. Rồi. Vô. Vô. 50-50 ơi, ăn sát luôn. Sao vậy ta? Nó trộn với cái nền nhà nó có nhiều chất vitamin bổ lắm á. Bây giờ cắm điện vô quay thử thôi, nó có quay quay chứ, bây giờ mình phải lấy cái đồ mình lau nó cái đã. Mình xoay lại. Ừ. Mình bỏ đây vô lại mình lấy. Đúng. Cầm chứ. Nãy cái nhà mình dở mình phải lấy cái ly mình hết ra đúng không? À, phải có con trâu ở đây bắt nó uống đã luôn rồi. Ôi ngon mọi người, cà gót uống tốt cho sức khỏe luôn. Mình sẽ lấy khăn giấy mình lau mẹ vệ sinh cái máy đi. Lâu lên nãy chưa? Đó. Bữa tới nắng bữa. Có cái gì mà bạn thấy không? Tại tại vì biết sao không? Tại 4 giờ làm phân tâm á. Mưa nó gì kìa. Gì? Còn má mưa ngủ ngon. Quật miếng tìm xem như là tới bài. Vậy Hải. Được. Thì dưới chạy, thấy cháu chạy lên. Ừ, thì cháu chạy lên. Tức quá là bạn nó tôi phải xài lại á. Ngon vậy, ngon cực kỳ luôn. Không, mọi sự là... Nè, mọi có sự... cái nước nè. Trời sự khởi đầu nan thôi bạn ơi, không sao đâu. Sợ hư cái máy luôn không? Không có đâu. Hư cái máy vậy mình đi bảo hành. Hả? À. Mình lỗi vậy là lỗi gì đó. Lỗi xài hư. Thấy cái thao tác hồi nãy là thấy không im rồi, thấy hơi giận giận tóc gái rồi. Nó hơi bị bung phải không? Ừ, tôi hơi gung gung. Nó rạp chứ. Mẹ thấy, thấy là hơi gung 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 rồi, thấy uống trên tố mà thấy hồi hộp với mẹ. Tại vì nãy mình sắc hơi dày. Cái nghiệp luôn. Nghỉ chạy luôn hả? Ê, chưa, không phải rồi, mình chưa ăn điện rồi. Không có đâu, ăn rồi. 670 ngàn. Hiệp tủ có khi nào gắn cái kia vô nó mới chạy không? Luôn. Đâu khi nào nó làm cái mua tưa khác mà. Tao gắn vô thử ơi, gắn cái cục đi vô thôi. Chưa, bây giờ tao gờ thử. Mà hồi nãy nó chạy xuống đây luôn nè. Sụp số một chút có gì đâu. Nó chạy nước đây luôn mà. Thôi mày gót. Để gắn cái cục kia vô nó quay không? Có còn trục nữa hả? Còn trục nữa. Mọi người ơi, nó nghỉ quay luôn rồi mọi người ơi. Được. Cái cạch đây nè. Chưa nghe cái cạch đâu. Sư phụ làm quá nó hư luôn. Nên nó vô cạnh nó lo gì nữa. Nó phải nè, nó phải nè, nó phải vô trong đây nè. Được. Lát chắc mới mua có thằng hướng dẫn sử dụng không? Có. Hướng dẫn mình phải vô cái cạch. Nó nóng người ta. Chế nước xuống mà. Thử lại đi. Tại chúng em đang hồi hộp mà. Vô rồi. Chưa mà, nó phải dúng chặt mới được. Mình đè nó xuống. Nhấn nó xuống ai chứ nó xuống. Đó. Vô đó. Nãy chưa ngục cái ngắn ngược sao mà vô được. Ôi. Tại ấn nó xuống nó mới xây được. Rồi, đi rửa cái đó mình làm cái lại cái dáng mới. Vậy là không sao các bạn ơi, còn xài được. Tưởng nó hư rồi. Nói chém nhưng còn hoạt động tốt. Kinh hoàng quá.
Một buổi uống cà rốt thật kinh hoàng các bạn. Không thấy sợ. Có cây cây lau nhà không vậy sư phụ? Có. Nhưng mà đợi cái này xong rồi lau luôn. Không, nữa lau trước đi cho họ đi biết thiệt ra. Tại mình dặn không chắc nè. Nó mới bung ra vậy luôn. Nhưng phải bỏ chim sen vô nữa nó mới chắc chắn vậy. Bạn đang quay tiếp của hành trình của mình. Các bạn ơi, đang quay không? Đang quay á. Các bạn ơi, tiếp tục một cái nữa nha. Thử lại, thành công hay không? Các bạn là mẹ thành công đấy các bạn. Tôi sẽ lao cái giường ngủ của tôi. Cái gì vậy? Sôi vậy nè. Bánh gì á? Bánh nó cũng ngon á. Bánh được mới. Ai tập tạ vậy? Tập tạ chứ ai. Chừng này mình sẽ rút kinh nghiệm, mình bào thật mỏng cái cà gót ra để nó không bị trồi lên nha các bạn. Cái gì cũng vậy, nó phải thật mỏng đó. Đêm nay chúng ta sẽ khắc phục lại tập bào thật mỏng. Cái chảo thì thiếu tối cũng chết dài đi đi. Được. Tại vì phải tôn trọng người nhìn mới được. Chúng ta sẽ bào mỏng thôi. Anh rút kinh nghiệm này không biết có ra khối không các bạn. Các bạn hồi hộp quá các bạn ơi. Không hư đâu, máy không hư đâu. Không hư đâu, thấy quay là yên nghi rồi. Mà ngộ ha, phải gắn cục đó vô mới xoay. Cũng hay á. Cũng thiết kế cũng an toàn. Mỗi lần tôi nghe uống tới sinh tố là tôi hơi giận ốc nữa đó sau này. Sinh tố đâu, này là nước ép rồi. Nước ép. Chuyển qua nước ép đi nha các bạn. Các bạn nhớ bào thiệt là mỏng nha. Tại vì đây là không phải là cối chuyên dụng để nước ép. Cái bài cối sinh tố. Gỡ cái cục kia ra đây. Tới đó. Được. Xoay tới đây nè. Hy sinh củ cà gót bự nữa. Củ cà gót ngon quá. Mới uống được ly nước là tới giờ cơm trưa rồi các bạn. Hơi dơ rồi các bạn, hơi ghét. Mình trong đó có xinh luôn các bạn. Xinh, nhất ngay chà đậu luôn. Cái đầu của mình nó hơi lép các bạn thông cảm nha. Rất đẹp. Không có chuyện gì làm, mình cũng làm vlog được nữa. Đấy. Cái đó mình thu hút hơn, tự được xem không chị? Bạn để của cái tựa lời của vlog là trải nghiệm máy sinh tố. Sinh tố. Và cái kết vãi cái nồi. Và cái kết. Tôi muốn uống nước hết lạnh chứ. Thôi, bạn uống nhất này là bạn đang khát nước, bạn uống mà bị ao á. Thấy không? Ừ. Tôi đã bị nhiều lần lắm rồi. Bạn... Phải gích cho chú Bụ ơi. Gích thì có, nó có đường hay sao á. Mình phải lao thêm cái nước được. Thôi khỏi đi, bạn lao thêm cái nước như vậy à. Bạn chế cái nước màu hồng này nè. Lao nhà màu hồng nè. Đâu? Nè, cho cục tạ nè. Thì nó mới hết gích được. Nước lao sàn. Các bạn ơi, thật là hồi hộp luôn á. Các bạn thử trải nghiệm cái máy này xem. Tại vì cái lúc mua tiên đến là sẽ mua máy ép. Nhưng mà máy ép nó sợ ép nó. Kiểu như là còn cái xác nhiều quá mình lấy cái nước không. Còn cái xác nhiều quá nó bị ổn. Sao mình này tôi sẽ mời bạn tiên đi vô làm pha chế dùng máy cà phê. Bị ổn nên là quyết định mua máy sẽ sinh tố. Mình sẽ tự lượt cái xác. Mà cuối cùng đó là bạn hình như nhiều quá, nó bị đồ nữa. Phụ ơi, sao cái này nó hết quay hả? Không, nó đâu quay được đâu, nó chia để chơi thôi.
con xin tớ chuẩn bị cây lau nhà nha. Thì có những người mà làm lần đầu tiên gì nè, đổi vị trí các bạn ơi. Những người lần đầu tiên làm gì nè, để muốn các bạn không có bị giống mình nha, không có bị xịt khói. Mấy lúc xịt khói thì không tin luôn á. Tỏ chè. Đó. Khá là nhiều rồi nha. Ít chệt luôn. Sẵn muốn đi sinh tố được lau nhà, lau phòng luôn. Thơm quá các bạn ơi. Ăn lít đi lên chứ thấy nó cười xỉu. Làm cho ngon cơm ấy. Ok. Tại vì mình không làm cái này nữa là không có uống cỡ nào cũng phải bụng lên nha. Ừ. Nhai luôn cái xác luôn á. Ok. Chúng ta chuẩn bị sắp chuẩn bị, chúng ta sẽ làm lần hai các bạn. Mình sẽ bơm thêm một miếng nước để dễ xay hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu lượt thứ hai. Tôi cảm giác tôi nóng nực trong người quá, tôi phải cho quạt lên để chịu mới nổi. Tôi hồi hộp rồi, tôi đái cả cái quần luôn. Ok. Cái này á là mình phải khóa cái này cho chặt lại nè. Cái nắp này. Chế độ xoay ngược á chứ không phải xoay xuôi luôn nha. Đây để mình làm cho. Xoay ngược vòng á. Đó, chính rồi đấy. Ừ. Rồi, bắt đầu. Ồ, bạn ơi. Im hơn không? Nó không có bị bung giống mẹ. Thôi cảm giác là tuyệt vời hơn rồi đó. Dạ. Có lý hơn không? Xuống rồi các bạn ơi. Hồi hộp vải cái nồi ra. Mở ra nữa, mở làm nhớ mở cái cùm dưới luôn nha. Ok. Mở cái đế không là rợp chợ liền á. Tự nhiên cái 4 giờ chết đìa. Nó nhuyễn rồi đó. Ok, tuyệt vời luôn. Chào pha. Thành công chưa? Không, chưa, các bạn phải xay 2 lần thì nó mới mịn được, mới lấy hết được cái chất của cần thiết. Các bạn, ê, zoom lại ấn cái đây. Zoom. Đéo ra luôn. Ô, đéo ra. Cái nó còn sát nữa. Không phải, tại mình khóa nó lại, sao nó ra được các bạn? Một cảm giác thật ngu người vậy. Đó. Cái này
À, giống nước cam quá. Một ly uống nước cà rốt có thể pha chế trong vòng 1 tiếng hồ các bạn. Uống xong thì mệt mỏi nghỉ ngủ luôn. Xong các bạn chưa nghe các bạn thấy giải này chặt để đánh bút thôi, nhưng mà các bạn ở đây sống được các bạn. Bạn xoay ngược lại, bạn xoay ngược về cái điều tay tay trái chứ đừng xoay về phải. Đúng rồi. Ấn xuống rồi đấy, xoay qua thời mệt quá. Đây để mình làm cho. Mình sẽ bỏ đường vô. Đổ dưới nữa hả? Đúng rồi. Vậy nồi. Cái xác còn đang nhiều lắm. Cho mình không chế nước thêm vô. Cho được, cho được 2 ly. Vô được luôn. Là ngon luôn. Nhưng mà mình có một muỗng thì tốt à, uống 2 ly thì kỳ quá. Ồ. Mịn luôn không? Ừ, rất là mịn luôn. Xây nắp không? Có xây nắp chưa? Ồ, nhìn ngon quá các bạn ơi. Các bạn ngon hồi cái gớt cái này ra cái rạp chân nè. Sao mình sẽ đi đánh đá? Phải dùng cái này. Sắp được uống rồi các bạn ơi. Ê da, ê da, chế độ gì vậy? Chế độ lấy đá đã vậy? Cô cảm giác tôi gạo gực đây. Đây 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 con nó hết rồi, nó kêu rách rách rồi. Trời, cái thứ gì vậy? Rồi cảm giác sắp được uống rồi. Mày đem con uống luôn. Bạn làm trước miếng đi, làm cho nó quay phim cái cho im coi. Uống bác sĩ mới chửi uống nước đá. Trời đi. Hơi lạ, hơi lạc các bạn ơi. Hơi lạc hả? Hơi lạc. Thử coi. Khá tươi mát á. Tươi mát á. Ừ. Ngọt quá cũng ngon đâu. Quá. Uống cái nữa chứ luôn các bạn ơi. Mình không uống đá đâu. Xong rồi bạn uống nữa không? Mình chắc chưa uống say nữa. Mình cảm thấy tươi mát rồi đó. Nhưng mà chứng tỏ là nó ngon hơn. Ngon ngon. Nước khác đúng không? Đúng rồi. Thành công rồi đúng không ạ? Thành công rồi đó. Má này được. Vậy là bạn uống chiều chiều, bạn uống nữa, bạn nói mình chế nước đây sai tiếp. Ok. Mình chiều mình bỏ thêm một miếng ấy vô muối vô. Tại tôi chế nước chưa đi. Mình bỏ nước đá với bia vô mình xay. Đá với bia vậy? Ừ. Cái mình uống đa chức năng. Cái này là mình uống cái nó còn có sát trắng luôn không bột. Ừ. Cũ nữa bạn. Rồi. Như vậy là cái đã thành công rồi. Video của mình kết thúc tại đây các bạn. Nhưng mà để tôi uống thử coi giống cái gì tôi uống. Hơi lạc đi. Hơi lạc nó làm mình không ngon hơn á. Sau một được. Sau một pha vải nồi thì cuối cùng mình cũng đã thành công. Mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn tiên chào các bạn đi. Chào các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp khác. See you.